À, xin chào tất cả các bạn à, hôm nay à, là một ngày đầu tuần mình xin chúc tất cả các bạn một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui à, và tràn đầy năng lượng để à, bắt đầu à, một cho một tuần làm việc à, đầy hiệu quả ha thì mình mấy ngày nay mình cũng lướt web thấy có nhiều thông tin người việt mình bị mắc kẹt ở nhật các bạn không có việc làm rồi bây giờ không có chi phí để lo trả tiền điện nước hay là lo chỗ ở rồi này kia thì mình cảm thấy là rất là có nhiều trường hợp rất là khó khăn thì không biết các bạn có biết hay không nhưng mà trong cái trang web của đại sứ quán việt nam của mình á, thì trong đấy có à, tổng hợp thông tin những chuyến bay à, dự dự kiến để chở người Việt về nước á à, thì mình xem và mình thấy có tháng 7 và tháng 8 này thì có mỗi tháng có hai chuyến bay chở khoảng mấy trăm người đó thì và ưu tiên cho những người à, À, giống như là người già hay trẻ em hay những bạn có thai muốn về nước để uh, sinh con hoặc là những bạn uh, đã hết uh, hợp đồng lao động rồi uh, bây giờ không có việc làm và cũng uh, uh, hết visa rồi mà không có việc làm thì ở lại thì không vừa không có công việc, không có lương, không có thu nhập mà còn phải trả tiền nhà, đồ này kia nọ tiền ăn nữa thì uh, rất là khó khăn uh, có nhiều mình xem trên mạng uh, thì thấy có nhiều bạn bây giờ không có chỗ ở nữa thì phải ở ngoài đường nữa thấy rất là rất là tội nghiệp thì giờ mình xin chia sẻ trên đây Mình làm việc không có liên quan gì Văn phòng của mình không có liên quan gì đến Đại sứ quán hết Nhưng mà mình, bởi vì mình đọc được thông tin Mình thấy rất là hữu ích Cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn Để các bạn đang gặp khó khăn về vấn đề về nước Và vào trang web của Đại sứ quán để đăng ký Và xin để được về nước càng sớm càng tốt Thì hình như tháng 7 này là ngày mười mấy á ngày mười mấy cũng cũng sắp tới rồi chắc không hôm nay thì chắc không kịp rồi gần cuối tháng 7 thì có một chuyến nữa và tháng 8 thì lại có hai chuyến nữa cho nên là các bạn uh, nhanh tay lên để uh, đăng ký uh, uh, đi về nước ha uh, và um, Uh, khi nếu mà các bạn uh, không biết á, có bạn nào xem mà không biết cách để đăng ký như thế nào đó, thì uh, mình giống như là mình chỉ hỗ trợ các bạn nào gặp khó khăn thôi chứ không phải là mình làm việc cho đại sứ quán hay là mình uh, muốn PA cái gì hết ha, cho nên là mình chỉ muốn giúp đỡ những bạn nào về nước gặp khó khăn, tại mình cũng là người Việt với nhau, với lại bây giờ công việc của mình có liên quan đến việc uh, hỗ trợ các bạn uh, uh, người Việt á, cho nên là mình cũng muốn uh, nếu mà có thể thì mình cũng muốn làm một chút gì đó giúp ích giúp đỡ cho tất cả các bạn là mình cảm thấy rất là vui rồi à, và À, một thông tin nữa là hiện tại những cái công ty bên khách hàng của mình á, có có hai công ty đang cần tuyển nhân viên nhưng mà cũng không nói chung là họ trước họ cũng không có đăng đăng báo gì hết nhưng mà họ muốn là thí dụ mình có quen biết ai á, có gặp được những người nào mà cảm thấy dễ thương thấy ok á, thì giới thiệu cho họ à, thì À, vì thông tin uh, công ty á, không có uh, đăng lên cho nên là mình cũng không nếu mà bạn nào có đáp ứng đủ cái điều kiện đó thì có thể liên hệ với mình và mình sẽ nói với công ty để uh, uh, nói chung là mình chỉ giống như là mình chỉ giới thiệu là các bạn là như vậy thôi chứ còn phỏng vấn đến những cái phỏng vấn hay tuyển chọn rồi là, là bên mình không có quyết định uh, chỉ là bên công ty đó quyết định thôi thì hiện tại là có hai công việc một công việc là về ngành xây dựng và cả hai công việc này đều là làm việc ở chi ba hết. Hai cái ngành là xây một ngành là xây dựng và một ngành là làm việc trong xưởng cơm hộp. Thì xây dựng thì chỉ tuyển nam thôi mà là bạn nam nào có um, visa giống như là du học sinh hay là nói chung là có thể đi làm thêm được và bạn nào mà học liên quan đến ngành xây dựng thì càng tốt bởi vì sau đó thì có thể là chuyển đổi visa được ha và một tuần thì là làm khoảng 3 buổi mới đầu thì vừa đi học vừa đi làm rồi sau đó làm một thời gian quen việc rồi thì có thể chuyển đổi giấy tờ được ha và công việc thứ hai là công việc làm ở trong xưởng cơm họp ở xưởng này cũng có rất là nhiều người có rất là nhiều bạn Việt Nam làm rồi thì ông chủ thì nói là chỉ muốn tuyển người Việt Nam thôi và công ty xây dựng hồi nãy cũng vậy, cũng có mấy anh chị Việt Nam làm rồi cho nên là các bạn yên tâm không có sợ lạ hay là không có sợ không không có biết tiếng gì hết và có một cái công ty xây dựng thì vẫn có một cái chị người việt đang làm thông dịch viên trong đó cho nên là các bạn yên tâm không có sợ mà mình phải bị bỡ ngỡ gì hết rồi làm ở xưởng thì cũng yêu cầu là các bạn có tư cách lưu tú mà có thể lao động được ha có tư cách lưu trú, có thể lao động được à, trong xưởng thì nam hay nữ là vẫn ok, trước tiên thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình rồi mình sẽ nói với liên hệ với công ty thì phỏng vấn hay là đổ hay rớt gì đó là tùy vào các bạn và công ty đó làm việc với nhau thì bên mình chỉ là giới thiệu, tại vì có khách hàng quen cho nên là người ta bảo là có ai ok thì giới thiệu thôi, chứ bên mình không có lấy phí hay gì hết ha hoàn toàn là không không có lấy phí không có liên quan gì tới à, cái việc tuyển này hết chỉ là giới thiệu các bạn à, mọi thứ từ phỏng vấn đến à, nhận được à, vào làm á, nhận quyết định vào làm á, thì bên do bạn và bên công ty đó làm việc với nhau ha thì à, tổng hợp một số thông tin như vậy mình mong rằng à, các bạn à, à, nếu mà có à, muốn à, đi làm á, thì có thể liên hệ với mình và ai có về nước có thì cứ vô trang web của của đại sứ quán để đăng ký đi về ha mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn theo dõi kênh nhấn like comment share để mình ngày càng có thêm động lực để làm nhiều video hay hơn nữa cho các bạn và nếu như mà mình khách hàng hay những công ty mà quen biết trong công việc có tuyển dụng hay cái gì đó thì mình cũng sẽ đăng tin lên để cho các bạn ứng tuyển ha mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại bye bye